Ủa Lan, làm gì mà ngồi đung đưa rồi mặt trầm ngâm dữ vậy? Có chuyện gì hả? Tôi mới vừa gây ra một chuyện lớn rồi. Bà làm gì? Ông biết Mai không? Mai lớp mình á. Biết. Nó mới mua cái iPad. Mà iPad nhìn đẹp lắm kìa. Tôi nhìn tôi khoái lắm. Rồi tôi sao? Mượn mà nó không cho. Cái xong tôi mới tranh thủ giờ nó ra chơi. Tôi lấy máy của nó tôi dọc. Người ta không cho thì thôi đi. Mình lỡ mình tranh thủ người ta ra chơi mình lấy máy dọc chi vậy? Mà chuyện chưa có dừng lại ở đó. Lấy máy ra dọc xong mà tôi đâu có biết xài iPad đâu. Cái mấy cái file quan trọng của nó tôi xóa hết trơn à. Không biết xài mà đi lấy máy của người ta dọc rồi xóa file của người ta. Sao kỳ vậy? Ờ thì đó. Xong á, một hồi vô học á, nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó vẫn ngồi học bình thường. Một hồi nó mới lấy máy của ra nó check mail hay gì tôi không biết nữa. Cái nó ngồi nó khóc quá trời luôn. Mà không khóc mới lạ đó. Mà nó biết là tôi lấy máy của nó, tôi xóa file của nó. Rồi nó có nói gì bà không? Nó không nói gì mà nó khóc quá trời, tôi thấy cắn rứt quá. Tôi mới đi ra ngoài, tôi gọi điện xin lỗi nó không bắt máy. Xong cái tôi mới nhắn tin, tôi nói thôi bây giờ lỗi thì tôi cũng đã có lỗi rồi. Bây giờ ví dụ mấy cái file mà có bị hư á, để tôi đem máy đi ra ngoài tiệm á, người ta khôi phục file lại cho. Có gì bỏ lỗi cho tôi nha. Năn nỉ đó, tôi phải là vậy đó. Cái xong nó im lặng. Rồi một hồi nó nhắn lại ok. Mà sao giờ tôi vẫn thấy tôi lo sao. Không biết mai mốt nó còn chơi với tôi nữa không. Có nhắn tin lại ok phải không? Nó chỉ ok gọn lõn vậy thôi á. Mà tôi nghĩ á, con Mai á, nó không phải là người khó khăn lắm đâu. Tại nhiều khi á, mình biết lỗi mà mình nhận lỗi vậy, con Mai cũng dễ dàng. Nó cũng xóa bỏ hết à. Ông, vậy có phải là khi nào mình làm gì có lỗi nhưng mà mình tỏ cái thái độ chân thành để mình xin lỗi người ta thì người ta cũng sẽ xí xóa cho mình đúng không? Đúng rồi. Bà nên biết là lúc nào cũng vậy, sự chân thành đều là sức mạnh hết. Có bao nhiêu lỗi phải gì hết, nhưng một khi mình đã chân thành xin lỗi, người ta cũng xí xóa, người ta bỏ qua thôi, đúng không? Nè mai mốt không biết gì đừng có dọc bậy bạ của người ta, nghe không? Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn biết sự thật. Theo em thì nếu như câu nói dối mà có thể giúp cho người ta tránh được sự tổn thương thì em cũng sẵn sàng nói dối. Cũng tùy trường hợp thôi, chứ không thể nào nói trước được. Thưa quý vị, giá trị của sự chân thật chính là vĩnh cửu, và sức mạnh của sự đơn sơ và chân thật đôi khi nó đến từ những điều rất là thầm lặng mà không phải ai cũng có cái khả năng nhìn nhận ra được nó. Bởi vì thật ra chúng ta đang sống trong một xã hội mà con người ta nhìn nhận nhau thông qua cái vẻ bề ngoài khá là nhiều. Và ngày hôm nay khi đến với chương trình Hành Trang Tuổi Xanh, Diễm Loan xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề của chương trình. Xin chào chị. Chào em, rất vui lại được trò chuyện với Loan và xin chào các bạn. Thưa chị, có người họ vẫn hay nói như thế này, đó là chúng ta có thể nhìn nhận một con người thông qua cái mức độ mà họ hài lòng với cuộc sống. Không biết là điều này theo chị nghĩ thì có đúng hay không ạ? Thì chúng ta đánh giá con người nó có nhiều kênh mà Loan. Cái cách mà họ sống như thế nào, cách họ tương tác với người khác như thế nào, cách họ làm việc như thế nào. Và vì vậy cái việc mà họ cảm thấy hài lòng, thấy hạnh phúc trong cuộc sống cũng là một mặt để chúng ta có thể nhìn vào đó để đánh giá họ. Thưa chị, người ta cũng hay nói là trung thực, có nghĩa là chúng ta biết áp dụng cái sự chân thật đó vào trong chính cuộc sống của mình. Và khi đó thì người ta sẽ không có bị ảo tưởng về bản thân. Chị nghĩ sao ạ? Chúng ta đều thấy trung thực hay là chân thật là một cái giá trị mà không có biên giới. Có thể nói ở quốc gia nào, dân tộc nào chúng ta cũng đề cao cái giá trị đó, đúng không các bạn? Cho nên cái việc một người sống mà có sự trung thực, và trung thực với thứ nhất là với chính bản thân mình, thứ hai là với những người xung quanh thì chị nghĩ là luôn luôn được đánh giá cao rồi. Chị cũng muốn người thân của mình, đối tác của mình, bạn bè của mình là những người trung thực chứ. Nếu như một người mà họ thông minh đến cái mức nào đi chăng nữa, mà nếu như họ thiếu đi cái sự trung thực thì phải chăng là họ sẽ không thể tìm thấy được cái bản ngã của mình, mà nói một cách đơn giản hơn nữa đó là họ không thể tìm thấy được cái nội lực của bản thân để có thể phát huy. Chị có nghĩ như vậy hay không? Một người thông minh thì có nhiều cách đánh giá Loan. Ví dụ như là con chị đi học á, mà nó hồi đó còn nhỏ học mẫu giáo á, nó hay nhường đồ chơi cho bạn á, không giành giật á, thì cô cũng chê nó là không thông minh gì hết trơn. tại vì hay nhường. Rồi ví dụ như nói với một bạn ở trong phòng thì có một cái đồ bị hư và hai đứa đổ thừa qua lại thì không biết đứa nào làm, nhưng mà nó thì nó chỉ nói là con không có làm, còn bạn kia thì giãy giụa lên nằm xuống đất khóc vật vã lên đủ thứ hết và đổ thừa cho con chị. Thì cô giáo cũng nói là con chị khờ lắm,
không biết gì hết trơn á, không có biết đổ thừa cho bạn mà cứ nói mình không làm xong tỉnh bờ vậy thôi. Đôi khi là cháu nghĩ đơn giản là con không làm thì nó con không làm, cho nên đôi khi cái cách nhìn nhận đánh giá của những người xung quanh đó nó cũng làm cho chúng ta phải tìm cái cách nào đó để ứng phó với cuộc sống. Và cái người thông minh thì cái người họ thường hay có cái cách ứng phó linh hoạt, cho nên đôi khi mình lại nhìn nhận họ là có nhiều lúc họ cũng không có được trung thực mấy, phải không? Thật ra thì Diễm Lan lại thấy trong một số những cái trường hợp quả thật là khi người ta sống thật lòng với mình hoặc là thật lòng với những người xung quanh thì có thể những người xung quanh lại cho rằng họ giả dối. À, và cái lạ ở đây đó là cái cách nhìn của người đời hình như là đôi khi nó chênh lệch với lại cái chuẩn mà chúng ta đặt ra, mà hình như mỗi người lại có cái chuẩn khác nhau. Thế là mọi thứ hình như hơi rối một chút xíu, đúng không ạ? À, và khi mà chúng ta nghe thử một cái câu như thế này thì không biết là các bạn nghĩ như thế nào nhé. Có người nói là khi trung thực thì người ta sẵn lòng thay đổi bởi cái sự yên tâm của họ, không phải là do họ tuân thủ theo những cái quy chế hay là những cái tiêu chuẩn của xã hội mà nó xuất phát từ sâu trong nội tâm. À, không biết là chị nghĩ như thế nào về câu này và có thể giải thích thêm để cho các bạn hiểu ạ? Bởi vì khi mình nói thật á các bạn, mình khỏi phải suy nghĩ gì hết trơn, đúng không? Rồi lần sau người ta có hỏi nữa, các bạn cũng chẳng phải suy nghĩ hết, các bạn cứ vậy nói là nó đúng thôi. Và vì vậy nếu mà mình giả dối mình mệt lắm. Mình mệt là mình phải ứng phó, rồi mình phải tìm cách, rồi mình phải cố mình nhớ coi bữa hổm mình nói dối cái gì. Chính vì vậy mà cái người mà trung thực là trước hết họ tìm được cái sự cân bằng ở trong chính cái bản thân nội tâm của họ. À, và thông thường thì nội lực nó sẽ thể hiện ra bên ngoài thành cái ngoại lực. À, và cái ý nghĩ thì nó cũng sẽ kéo theo cái hành động. Như vậy thì người có nội lực, đó, Diễm Lan nghe mọi người hay nói đó là họ sẽ nhìn nhận cuộc sống này trong một cái cách nhìn là nó xa hơn, nó sâu hơn và trong cái bối cảnh chung. Cách này sẽ giúp cho họ giải quyết được mọi việc hiệu quả hơn. Chị có nghĩ là như vậy không? Nói đến cái nội lực bên trong và bộc lộ nó thành những cái hành vi cụ thể ở bên ngoài đó thì nó có nhiều biểu hiện khác nhau. Nhưng mà chúng ta đang trao đổi về vấn đề là con người sống trung thực và trung thực nên ở mức độ như thế nào. Thì rõ ràng là nếu chúng ta bản thân mình có những cái nội lực bên trong và chúng ta hiểu chính bản thân mình nhiều rồi chúng ta bộc lộ nó đúng với con người của mình á, thì khi bước ra cuộc sống chúng ta tự tin hơn. Với cái sự tự tin đó chúng ta tương tác với mọi người thì cũng sẽ có thể được mọi người đánh giá cao hơn. Và vì vậy cái hiệu quả nó cao thì dễ dẫn đến cái thành công của mình nhiều hơn. Và xin mời các bạn sẽ cùng tham gia vào những cái câu hỏi của chương trình ngày hôm nay ạ. Mời bạn. Dạ thưa chị, là sống chân thực nhiều khi làm cho người khác biết được điểm yếu của mình á, thì em nghĩ cách sống chân thực đó không còn phù hợp với xã hội hiện nay nữa. Chị nghĩ sao ạ? Thực ra như mình thấy là trung thực nó là một cái phẩm chất của con người. Nhưng mà đôi khi cái sự trung thực của mình mà mình thể hiện nó không phù hợp thì nó cũng có thể làm cho người khác không vừa lòng lắm đâu. Ví dụ như là bạn gái mình kỳ công trang điểm lên xong hỏi nhìn em có đẹp không mà đã không đẹp gì hết thì thiệt là tổn thương, đúng không? Đó, giống như là chị nói với em có trường hợp đó. Cô vợ đứng trước gương rồi thấy anh em mới giảm được mấy ký nè, ông chồng lại bảo hình như mắt em nó bị mờ rồi hay sao đó. Những cái đó quả là sự thật mất lòng, đúng không các bạn? Và vì vậy thì chúng ta khi thể hiện cái tính trung thực của mình á, thì chúng ta cũng nên cân nhắc ở lời ăn tiếng nói. Đôi khi một cái lời nói của mình nó thật quá, nó lại làm cho người khác bị tổn thương, cảm thấy bị xâm hại về mặt tinh thần, làm cho người ta không vừa lòng, xích mích các mối quan hệ. Ví dụ như các bạn thấy sếp mà nói cái gì mà mình thấy không đúng, chẳng lẽ mình đứng lên mình nói luôn là anh nói không đúng, phải không? Các thầy các cô giảng bài có cái gì đó khác ý kiến của mình, chẳng lẽ mình đứng lên mình nói không phải? Thì cái điều đó làm cho người ta thấy người ta bị phủ nhận là không nên. Và vì vậy thể hiện tính trung thực thì chúng ta cũng có cách lựa lời mà nói để người ta hài lòng. Ở đây có một số bạn hỏi chị là nếu mà em không thấy đẹp thì em nói không đẹp, chứ nếu mà em thấy không đẹp em lại nói đẹp thì chẳng ra là con người em là thành giả dối à. Cái trường hợp này Lan có gặp không ta? Thật ra thì chúng ta gặp ngay trong cuộc sống của mình hàng ngày rất là nhiều, bởi vì rất nhiều người họ không nói được những cái lời né đi, bởi vì họ cho là họ bất rất lương tâm. Đó là một trong những cái thói quen mà Diễm Lan thấy là các bạn cũng cần có thời gian nếu như mà muốn thay đổi được bản thân của các bạn để cho nó khéo léo hơn. Mà khổ là không phải ai sinh ra cũng khéo. Lan mới dùng một từ là né đi đó. Mình có thể dùng cái thủ thuật là nói tránh, đúng không ạ? Nói tránh. Ví dụ như tôi có một anh bạn đồng nghiệp là hàng ngày mình đi làm thì mình cũng hơi trang điểm được một tí cho nó đẹp, nhưng mà ở nhà thì không được như vậy. Cho nên khi người ta đến nhà mình lúc mà mình không có trang điểm gì hết cũng hơi mất tự tin một chút, thì mình thấy anh dò mình lom lom, cái mình nói: "Ôi em ở nhà nhìn em ghê lắm hả?" Cái anh nói: "Không,
cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng lúc ở cơ quan thôi. Như vậy nói như thế nó cũng giảm nhẹ xuống một chút, mà cái sự khôi hài đó nó cũng không làm cho người ta cảm thấy buồn vì cái lời nói của mình. Như vậy thì chân thật hay giả dối nó là cái giá trị của chúng ta trong cuộc sống. Và các bạn hỏi chị là chị quan niệm như thế nào điều đó, chị nghĩ ai cũng muốn mình là một cái người tốt, hướng đến những cái giá trị chung ở trong xã hội. Ai cũng muốn mình là Thạch Sanh chứ không phải là Lý Thông, một con người gian manh xảo trá, đúng không? Những lời ta nói ra nếu như bằng sự trung thực mà ta làm tổn thương người khác thì mình cân nhắc. Nhưng chúng ta hãy tạo nên những cái giá trị đích thực của mình. Cái việc chân thực, sống trung thực với chính mình và với người khác là một cái giá trị không biên giới. Bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào, người ta cũng đề cao những con người mà có những cái phẩm chất như vậy. Còn câu hỏi nào dành cho chương trình nữa không ạ? Mời bạn. Em có cảm giác như sống quá chân thật thì sẽ bị lợi dụng và đôi khi bị cho là phù lòng. Em cảm thấy không có tự tin khi sống chân thật. Chắc là em bị hại lần nào rồi phải không? Ví dụ như là thật là sao mà tới nỗi người ta nói mình là cù lần? Thì giống như khi thật quá mà bạn bè cứ giỡn nhau mà mình không có nghĩ ra người ta đang giỡn mình. Cái này người ta gọi là nói chơi không biết, nói thiệt không hay, đúng không? Thế thì con người mình cái này, cái thật này lại không phải là trung thực, chân thật mà lại là thật thà chất phác, quá đáng. Thành thử ra đôi khi người ta nói đùa, người ta nói quá mà mình không hiểu, rồi mình lại giận dỗi, hoặc là mình tưởng thiệt, mình lại chạy đi mình làm cái việc người ta vừa nói, thì nó trở thành dưới con mắt người khác nó hơi khôi hài một tí. Mà thực sự nếu như các bạn cũng có óc khôi hài, các bạn biến cái điều đó thành một cái niềm vui cho mọi người luôn á, thì rõ ràng là nó làm cho cái cuộc giao tiếp của mình nó trở nên sinh động hơn. Thế thì chúng ta đừng vì những cái người mà họ chân thật, chất phát kiểu đó mà chúng ta lợi dụng họ, phải không? Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên biết cách ứng xử với những người xung quanh để tùy người. Và rõ ràng là nếu muốn được điều này các bạn phải có thêm một chút kinh nghiệm sống. Cũng phải biết quan sát, học hỏi những người xung quanh. Cái cách người ta trả lời người khác như thế nào. Ví dụ các bạn thấy trong làm ăn đó, thì người ta đặt một vấn đề, nếu khách hàng đề nghị mình từ chối thẳng thì mình sẽ mất khách hàng. Nhưng nếu mình chấp nhận thì mình bị thua lỗ. Thì chúng ta hãy học cái cách đó. Chúng ta hãy học cái cách mà khi khách đến nhà thì bố mẹ mình tiếp khách như thế nào để mà nói những cái lời mà vừa lòng khách nhưng mà lại không làm tổn hại đến mình. Và nếu chúng ta vô tình trở thành một người mà đã từng bị một ai đó lợi dụng cái sự thật thà chất phác của mình á, thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đừng bi quan vì cuộc đời không phải toàn những người như vậy. Tôi nghĩ rằng cái số người thật thà nó vẫn nhiều hơn cái số người không thật thà. Nhưng đừng thật thà đến mức là không biết người ta đang lợi dụng mình và thậm chí là bị lừa gạt ở trong cuộc sống. Vì vậy các bạn hãy bước chân ra ngoài, giao tiếp với nhiều người hơn để chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm sống đáng quý cho mình. Hy vọng là ngày hôm nay thì chương trình đã mang đến cho các bạn những kinh nghiệm thật sự là đáng quý, giống như vừa rồi chị Linh Trang đã chia sẻ, và chúng ta không chỉ là nghe mà chúng ta còn có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của mỗi người nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn chị Linh Trang cùng với tất cả các bạn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình lần sau.